Phật thú kinh văn. Phục thứ A Nan quyển nhiệm ký tận tác tỉnh giữ tưởng nhị câu thành không, phương ư thế gian giữ nguyên phụ nhân oán đối tương trực, thần vì xúc sanh thù kỳ túc trái. Việc dịch lại nữa, A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tưởng cả hai đều thành không, mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ oán đổi gặp nhau, thân lạc xúc sinh để đáp trả nợ cũ. Giảng giải lại nữa A Nan, ta sẽ giảng điều chính yếu để ông hiểu sâu hơn. Khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tưởng cả hai đều thành không, người ấy đã dứt sạch cả tình và tưởng, khi ấy mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ oán đổi gặp nhau. Người ấy phải trả những điều đã vay. Nếu trước kia ăn thịt các động vật thì nay sẽ bị chúng ăn thịt. Nếu trước kia giết người thì nay người giết lại. Thân làm xúc sinh để đáp trả nợ cũ, người ấy phải trả cho hết những nợ nần đã gây ra trong quá khứ. Nếu giết người tất sẽ bị người giết hại. Nếu nợ một con heo, người ấy sẽ thành heo để trả cho người. Nợ một con chó, con bò, con gà cũng phải trả. Hẳn nhiên biết bao nhiêu nợ không thể trả cho hết trong thế gian này. Nếu quý vị gây ra lầm lỗi, chắc chắn điều đó sẽ làm quý vị phiền muộn bận lòng. Nếu hành động chính đáng thì chẳng có gì phải bận tâm cả. Kinh văn: vật quái trì quỷ, vật tiêu báo tận, sanh ư thế gian đa vi kiều loại. Việc dịch: quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài chim kiêu. Giảng giải: loài quái quỷ tham vật nên đương theo vật thành hình. Vật tiêu là thoát ra khỏi hình hài sở hữu, nghiệp báo đã trả xong, đoạn chúng tái sinh làm con chim kiêu. Điều này hay xảy ra, song không phải là tất cả. Kinh thi có câu: con chim kiêu, mi là con chim bất hiếu. Vài loại chim kiêu có thể ấp một viên đất và nở ra con. Điều này phải giải thích như thế nào nhỉ? Vâng, thực ra là điều kỳ lạ. Khi chim kiêu nở ra, chúng ăn thịt chim mẹ, thế là loài chim hay mang đến điểm ngở. Kinh văn: phong mị chi quỷ, phong tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vi cữu trưng, nhất thiết dị loạn. Việt dịch: bạt quỷ theo gió, gió tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả những loại cửu trưng kỳ dị. Giảng giải: bất cứ nơi nào bạt quỷ xuất hiện, nơi đó sẽ không mưa, nơi nào chúng đi qua, chỗ ấy sẽ khô hạn. Đấy là những kẻ tham dâm nên tạo nghiệp, gặp gió thành hình bạt quỷ. Khi nghiệp báo đã dứt, chúng trở lại thế gian nhưng tập khí dâm chưa dứt, nên thay vì làm người, chúng trở thành quỷ. Tại sao phải chịu đựng như vậy? Sau khi gây ra nghiệp dâm, bị vào địa ngục, sau đó tái sinh làm bạt quỷ, tập khí cũ vẫn chưa dứt, chúng lại tái sinh làm những loại vật lạ. Chúng có thể sinh làm loài chim có sắc lông sặc sỡ hoặc các loài thú khác, trong chúng tập khí dâm vẫn chưa dứt. Kinh văn: xúc mị chi quỷ, xúc tử báo tận, sanh ư thế gian, đa vi hổ loại. Việt dịch: mị quỷ theo xúc, xúc chết báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài hổ. Giảng giải: loài mị quỷ sau khi dứt nghiệp làm quỷ, chúng tái sinh làm loài hổ cáo. Kinh văn: trùng cổ chi quỷ, trùng diệt báo tận, sanh ư thế gian, đa vi độc loại. Việt dịch: cổ quỷ theo sâu, sâu diệt báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài có độc. Giảng giải: cổ độc quỷ thành hình là khi gặp loài sâu, khi mạng quỷ dứt tận và nghiệp báo đã hết, nó sinh nơi thế gian làm các loài có độc như bọ cạp, rắn. Kinh văn: suy lệ chi quỷ, suy cùng báo tận, sanh ư thế gian, đa vi hồi loạn. Việt dịch: lệ quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài run. Giảng giải: lệ quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian. Bất cứ người nào gặp phải loài quỷ này đều phải lánh xa, chúng có nhiều uy lực rất đáng sợ. Khi trả báo xong, phần nhiều làm loài run, đấy là loài run trong ruột chúng ta. Tuy không biết căn bệnh này ở phương Tây, nhưng ở Trung Quốc loài run này có thể truyền tin. Chúng nói chuyện được đấy, từ trong bụng chúng có thể trò chuyện với người đang mang chúng. Không có thuốc để chữa bệnh như vậy, ngoại trừ người bệnh không biết là mình đang được chữa.
loại thuốc nào. Nếu người bệnh biết mình đang điều trị bằng thuốc nào đó, thì bọn giun cũng sẽ biết, có thể diễn đạt ý đó như sau. Ông không phải là con giun trong bụng tôi, vậy làm sao ông hiểu tôi nghĩ gì? Không chỉ có giun, mà còn nhiều loại hữu thể khác hiện hữu trong bụng con người có thể trò chuyện. Tôi xin kể câu chuyện về một tín đồ của tôi ở Hồng Kông. Có thể năm nay bà ấy đã 80 tuổi. Lúc đến tôi nghe đạo, bà ấy chừng 60 tuổi, tài đã điếc. Tôi giảng kinh, bà ấy thực sự không nghe, bà đến chỉ với lòng tin là tôi đang giảng giải Phật Pháp. Người tín đồ ấy chỉ biết tiếng Quảng Đông, và dù có người phiên dịch bà cũng không nghe được. Muốn lên đến tự viện phải qua hơn 300 bậc thang. Tôi giảng từ 7 đến 9 giờ và bà ta đều đặn đến dự. Lên xuống các nấc thang, đường đi không có đèn, dù có tuổi bà vẫn đi lại không sợ vấp ngã, một người rất nhiệt thành. Ngày nọ khi nghe tụng về hội liên trì của chư Phật Bồ Tát, đột nhiên đôi tai bà ta nghe tỏ tường trở lại, bà không còn điếc. Điều ấy khiến bà càng thêm tin tưởng Phật đạo. Đến một đêm nọ bà nằm mơ, trong mơ bà thấy ba đứa bé độ 2 đến 3 tuổi. Sau giấc mơ đó bà ngã bệnh. Tự nhiên sao lại vậy? Bà ăn uống nhiều hơn, ăn đến hàng chục lần trong ngày. Nghĩ là mình ngã bệnh, bà đi khám cả đông y tây y, nhưng các bác sĩ nói bà chẳng bệnh gì cả. Tình trạng như vậy kéo dài suốt 2 đến 3 năm. Cuối cùng đến một chiều ngày 7 tháng 2 âm lịch, trước ngày lễ Thích Ca thành đạo, khi tôi từ núi Gia Du trở về, bà đến nói với tôi: "Thưa thầy, tại sao có người trong bụng con nói chuyện với con?" "Nói gì thế?" tôi hỏi. Bà đáp: "Hôm nay con dùng mấy cái bánh bột gạo, ăn xong nghe trong bụng có tiếng nói. Tôi không thích ăn món dở tệ này." Bà nói: "Sao?" Con bảo: "Các ngươi đã được đầy đủ, nếu không ăn thì muốn ăn thứ gì?" Bà ấy nói chuyện với chính cái bụng của mình. Tôi bảo: "Đừng lo, tối nay tôi sẽ giúp bà." Bà về nhà nửa đêm nay thắp hương trên bàn thờ, sau đó niệm danh hiệu Phật. Bà ấy trở về làm theo lời dặn. Khi ấy bà chợt thấy ba đứa bé từ trong bụng mình thoát ra, mấy đứa bé bà từng mơ thấy. Cùng lúc bà thấy Bồ Tát Uy Đầu hiện ra, lấy thức ăn trong bình bát cho ba đứa bé ăn. Chúng ăn xong, Bồ Tát bèn xách tay cả ba đi ra khỏi nhà. Sau đó bà cảm thấy bụng mình như trống rỗng, từ đó bà không còn bệnh ăn nhiều nữa. Loài giun cũng vậy, chúng có thể từ trong bụng người trò chuyện. Nhưng trong trường hợp tín đồ kia không phải là giun, đó là ba con yêu tinh, hai con ếch và một con thằn lằn. Bọn chúng là ngạ quỷ. Tại sao bà ấy vướng phải căn bệnh như vậy? Từ sau khi bà trở thành Phật tử, tôi sẽ thấy nhân duyên bà rất tốt, chân thành và trong sạch. Nhưng trước đó bà có quen biết một người mắc phải bệnh tương tự vậy. Khi người đó thuật lại chuyện, bà không tin, nói: "Tôi không tin có ai lại nghe quỷ nói từ trong bụng mình nói chuyện đâu." Vì nói không tin, rốt cuộc chính tự thân bà phải trải nghiệm căn bệnh lạ lùng như vậy. Tại Hồng Kông, có nhiều người nghe biết chuyện, họ đều không tin, cho đó là chuyện tức cười. Người Tây Phương thì càng khó tin, và tôi tin rằng những người Hồng Kông biết chuyện nhưng không tin, trong tương lai họ sẽ vướng phải bệnh trạng như vậy. Cái vòng nhân quả rất mạnh. Kinh văn: "Thụ khí trì quỷ, khí tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vì thực loại." Việt dịch: "Ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp thức ăn." Giảng giải: trong quá khứ do tham ngạo mạn phạm phải tội ác, khi tội báo trả xong thì chuyển sinh nơi thế gian, nhưng tập khí tiêu mạn chưa dứt nên sinh làm các động vật cung cấp thức ăn như heo, gà, vịt. Kinh văn: "Miên u trì quỷ, u tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vi phục loại." Việt dịch: "Hiểm quỷ theo u ám tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều là loại phục vụ." Giảng giải: "Gặp u ám nên hình thành yểm quỷ, tội chướng dứt tận, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài phục vụ. Phục vụ có hai loại, một là cung cấp y phục như con tằm, cáo, một loại giúp trợ giúp người như ngựa, bò, chó, mèo." Kinh văn: "Hòa tinh chi quỷ, hòa tiêu báo tận, sanh hư thế gian, đa vi ưng loại." Việt dịch: "Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim mùa." Giảng giải: "Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, các vọng lượng quỷ thành hình khi gặp tinh hoa, đến khi tinh hoa tán báo dứt thì sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim mùa."
đấy là các động vật sinh hoạt theo mùa, chẳng hạn loài ngỗng hoang dã, chúng bay thành từng đàn. Mùa xuân trú ở phương Bắc, đến mùa thu bay đến phương Nam. Vào mùa xuân, loài chim én bay đến các hang động làm tổ, sau đó đẻ trứng nuôi con rồi bay đi. Đấy là các loài chim di trú. Kinh văn: Minh linh trì quỷ, minh diệt báo tận, danh ư thế gian, đa phi hưu trưng, nhất thiết trừ loạn. Việt dịch: Dịch sử quỷ tinh linh, tinh linh diệt báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều là tất cả các loại hưu trưng. Giảng giải: Đấy là loại dịch sử quỷ, thì trở lại thế gian chúng tái sinh làm tất cả động vật mang lại điểm lành cho con người như kỳ lân, phượng hoàng. Kinh văn: Y nhân trì quỷ, nhân vong báo tận, danh ư thế gian, đa ư tuần loạn. Việt dịch: Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm các loài thuần phục. Giảng giải: Đấy là các loại động vật dễ thuần phục như chó, mèo, ngựa. Kinh văn: A nan, thị đẳng dài dĩ, nghiệp hỏa cảm khô, thù kỳ túc trái, bàng phi xúc sanh, thử đẳng diệt dài, tự hư vọng nghiệp, chi sở chiêu dẫn, nhược ngộ bồ đề, tắc thử vọng duyên, bổn vô sở hữu. Việt dịch: A nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh làm loài vật trả hết nợ cũ, như vậy đều do những nghiệp hư vọng của chính mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính bồ đề thì các vọng duyên đó vốn chẳng có gì. Giảng giải: A nan, tất cả các loại tái sinh đã nói đến, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh làm loài vật trả hết nợ cũ, như vậy đều do những nghiệp hư vọng của chính mình chuốc lấy, do nghiệp đã gây ra trong quá khứ. Nếu ngộ được tính bồ đề thì các vọng duyên đó vốn chẳng có gì. Nếu tỏ ngộ đạo bồ đề thì mọi vọng tưởng sẽ tan biến hết, nó hoàn toàn trống rỗng. Kinh văn: Như nhữ sở ngôn bảo liên hương đẳng, cập lưu ly vương thiện tinh tỷ kheo, như thị ác nghiệp bổn tự phát minh, phi tùng thiên hàng, diệt phi địa xuất, diệt phi nhân dữ, tự vọng sở chiêu, hoàn tự lai thọ, bồ đề tâm trung, giai vi phủ hư vọng tưởng ngưng kết. Việt dịch: Như lời ông nói, bọn bảo liên hương, lưu ly vương, thiện tinh tỷ kheo đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ. Nghiệp ấy không phải từ trời rơi xuống, từ dưới đất phát ra, cũng chẳng phải do người đưa tới, mà là do chính mình gây ra, rồi tự mình chịu quả báo. Nơi tâm bồ đề đó chỉ là sự kết động của vọng tưởng không thật. Giảng giải: Như lời ông nói, bọn bảo liên hương, quý vị còn nhớ tỳ kheo ni này chứ? Lưu ly vương, thiện tinh tỳ kheo, đấy là những người đã thuật qua, họ đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ, họ đi vào địa ngục, đấy là do chính họ. Nghiệp ấy không phải từ trời rơi xuống, từ dưới đất phát ra, cũng chẳng phải do người đưa tới. Những nghiệp xấu ấy là do chính mình gây ra, rồi tự mình chịu quả báo. Nơi tâm bồ đề, trong tâm bồ đề, nghiệp khác nào ảnh tượng giả tạo, rất phù du, nó không có thật, đó chỉ là sự kết động của vọng tưởng không thật. Chính sự kết động vọng tưởng sinh ra nghiệp như vậy.